Chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách đánh giá tăng trưởng của con. Thì hôm trước tôi có đăng một cái bài trên Facebook ấy, nếu như mà chúng ta nuôi con mà chúng ta chỉ quá quan tâm đến cái chỉ số cân nặng thì đó là một điều hết sức ngu ngốc, vì chúng ta tạo ra áp lực cho mình, tạo ra cái áp lực vô hình đè nặng lên các bạn. Và đương nhiên hiện nay thì theo như cái phong tục tập quán cũng như là cái sở thích của người Việt Nam là thích con nó phải bụ bẫm, trông nó phải bụ bẫm, phải tròn trịa, thì điều đó thì nó thể hiện là cân nặng của bé tốt. Thì cân nặng bé tốt thì đâu đó là gì, người mẹ rất là tự hào khi mà chúng ta nuôi con tốt như vậy. Thì đây là một quan điểm sai lầm đấy, và tất cả hầu như 100% mẹ bỉm đang lấy một cái chỉ số duy nhất, đó là cái chỉ số cân nặng để đánh giá phát triển của con. Các bạn bế con ra hàng xóm chơi, đón con sau khi tan trường mầm non thì các bạn đều nhìn thấy những đứa trẻ bụ bẫm đúng không, rồi sự so sánh đúng không? Hàng xóm láng giềng người ta dị nghị là con này đứa này con nó nhìn nó bụ bẫm, trông nó yêu thế, con nhà mình thì gầy quá suy dinh dưỡng. Tức là gì ạ? Chúng ta đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thứ đó, tại vì chúng ta không có chuyên môn. Thì chúng ta cũng đừng quan tâm, đừng bao giờ quan tâm đến những cái lời nhận xét của các ông các bà, tức là người thế trước rồi. Họ không hiểu thế nào là đánh giá một đứa trẻ nó toàn diện, nó bình thường. Mà chúng ta thì cứ phải để ý quá nhiều những cái lời ra tiếng vào như vậy thì các bạn sẽ rất là khó khăn và stress. Và các bạn biết rằng là khi các bạn stress ý, thì các bạn sẽ có tâm lý là ép con ăn nhiều hơn, mua nhiều thứ và ép con. Thế thì chúng ta vô hình chung là gì ạ? Khi chúng ta đang chuyển cái áp lực từ các bạn sang con các bạn. Và trẻ con ấy thì nó nhận diện điều đó rất là tốt qua cái năng lượng, qua ánh mắt của đứa trẻ. Nó sẽ hiểu được rằng là gì ạ? Mẹ nó đang căng thẳng, mẹ nó đang áp lực để mong muốn là gì ạ? Mình ăn nhiều hơn, mình tăng cân hơn. Và như vậy nó sẽ gây ra những tình trạng gì ạ? Trầm cảm, tình trạng chán ăn, biếng ăn. Và như vậy thì cái tình trạng mà suy dinh dưỡng sẽ nặng hơn. Thế thì cái buổi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái chỉ số để đánh giá tăng trưởng và phát triển của đứa trẻ bình thường. Thì các bạn phải nắm rõ hai khái niệm tăng trưởng và phát triển, nó khác nhau nhưng mà nó liên quan mật thiết và hữu cơ với nhau. Đấy, thì tăng trưởng tức là gì ạ? Tăng về lượng, tức là tăng về chiều cao, tăng về vòng đầu, vòng ngực đúng không? Đấy, tăng về cân nặng. Còn phát triển là nó phát triển về mặt nhận thức, vận động thô, vận động tinh, rồi thì các cái xử lý các cái tình huống thường gặp đấy, trong xã hội, trong giao tiếp, thì đó là phát triển. Và hai cái đó nó luôn đi đôi với nhau, nó không bao giờ tách rời nhau. Không bao giờ có một đứa trẻ không phát triển về thể chất mà lại phát triển được về nhận thức, về vận động cả. Và đương nhiên rồi, ngược lại thì thôi, một đứa trẻ béo thì béo phì chắc chắn là có vấn đề về nhận thức, có vấn đề về cầm sờ và xử lý các tình huống trong cuộc sống, đúng không? Cho nên hai vấn đề này nó luôn đi đôi nhau. Và con các bạn phải đảm bảo các yếu tố cân nặng như thế này và phát triển như này trong từng giai đoạn là chúng ta yên tâm, không cần quá lo lắng và để ý đến chỉ số cân nặng để tạo được cho mình. Thế thì để đánh giá một đứa trẻ thì các cái chỉ số để đánh giá nó bao gồm các cái chỉ số cơ bản sau đây. Đấy, hôm nay thì tôi chỉ nói về đánh giá về tăng trưởng nhá. Đấy, sự phát triển thì vấn đề về vận động thì nó là một buổi khác, thì về lượng đấy, về tăng trưởng thôi. Thì các chỉ số để đánh giá tăng trưởng của trẻ thì thứ nhất là có một chỉ số đầu tiên là cân nặng. Đúng tâm lý các bạn rồi nhá, đúng chưa? Và chỉ số thứ hai là chỉ số vòng đầu, chỉ số thứ ba là chỉ số chiều cao, và chỉ số thứ tư là chỉ số về vòng ngực. Đó, thì còn một số các tài liệu, các hướng dẫn thì người ta đưa ra một cái chỉ số nữa là chỉ số bắp tay, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là với các chỉ số này, thực ra chỉ số cân nặng, vòng đầu và chiều cao ấy, nó cũng đã ổn rồi. Thì mình thêm cái chỉ số vòng ngực này nữa thì càng tốt, được chưa? Thì đây là các chỉ số để đánh giá đứa trẻ nó tăng trưởng thế nào, đúng không? Để đánh giá đấy, sự phát triển, đấy, tăng trưởng về mặt lượng nhá, về mặt chiều cao, về mặt cân nặng.
Còn phát triển là về mặt ý thức vận động thì nói chuyện nó là ở cái bài chia sẻ khác. Thì hôm nay chỉ vấn đề này thôi. Thì các bạn không nên đặt nặng quá vào cái vấn đề cân nặng này để tạo được cho mình, và phải đánh giá tất cả các chỉ số này. Và các bạn chỉ cần đơn giản chuẩn bị một cái cân trong gia đình và một cái thước dây như này thôi, là chúng ta có thể tự đánh giá ở nhà được. Và tất cả các chỉ số này thì nó thể hiện được cái vấn đề gì ạ, về dinh dưỡng của bé làm sao, bé có suy dưỡng hay không, và có các vấn đề khác về các bệnh mãn tính không, và nó ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất của bé như thế này. Thế thì đầu tiên đấy, tôi sẽ nói cái vấn đề mà các bạn quan tâm nhất, đó là vấn đề cân nặng. Thì các bạn biết rằng hiện nay cân nặng đang là một nỗi ám ảnh của các bà mẹ. Tôi đang thấy các bạn đang nuôi con chỉ vì cái cân, chứ không phải vì cái sự phát triển của con các bạn, đúng không? Thì cân nặng của trẻ sơ sinh ấy, bình thường đủ tháng nó sẽ từ 2,8 cân đến 3,2 cân. Đó là đứa bình thường. Tuy nhiên là gì ạ? Trẻ sinh con so thì nó sẽ ít cân hơn một chút so với con dạ, tức là con thứ hai đấy. Và con trai thì nó cũng sẽ nặng hơn con gái một chút, đương nhiên là nó chỉ mang tính tương đối thôi. Đấy, có những đứa trẻ về con gái mà bé gái sinh ra vẫn nặng cân hơn con bé trai rất là nhiều, nhưng đó là thống kê mang tính tương đối. Thì cân nặng nó như này, được chưa? Thế thì trong 3 tháng đầu các bạn đánh giá này, 3 tháng đầu con các bạn sẽ tăng khoảng 300g, 30g trên một ngày. Như vậy là sao? Một tháng là con bạn phải tăng được từ bao nhiêu ạ? Từ 0,9kg trên một tháng nhá, thì mới ổn. Tuy nhiên là gì ạ? Bé bú sữa mẹ và sữa công thức ấy, thì bé bú sữa mẹ trong 3 tháng đầu thì cái tốc độ tăng cân nó nhanh hơn, cho nên là cảm giác nó bụ bẫm hơn so với trẻ dùng sữa công thức. Thì tại sao? Tại vì không phải bà mẹ nào cũng có sữa để nuôi con hoàn toàn sữa mẹ. Có những bạn bị mất sữa phải dùng sữa công thức, đúng không? Thì 3 tháng đầu thì con các bạn sẽ tăng chậm hơn so với cái đứa mà nó dùng sữa mẹ. Nên các bạn cũng đừng quá lo lắng là con mình tại sao lại không bụ bằng con hàng xóm, đúng không? Nhưng mà 3 tháng tiếp theo ấy, 6 tháng tiếp theo ấy, thì bé bú sữa mẹ lại tăng cân tốt hơn đấy, đúng không? Nhưng mà khi mà trên 1 tuổi thì nó sẽ cân bằng với nhau, nên chúng ta không cần quá để ý đến việc đấy. Đừng bao giờ để ý bé bụ hay không bụ, chưa? Đấy. Và 3 tháng tiếp theo, 3 tháng tiếp theo tức là từ tháng thứ 4 trở đi, đúng không ạ? Đấy, từ tháng thứ 4 trở đi thì con bạn chỉ tăng bao nhiêu? Chỉ tăng 20g trên một ngày thôi. Và nó sẽ tăng bao nhiêu? 0,6kg trên một tháng. Đó, đúng chưa? Thì những cái, đây là những cái mốc để chúng ta tham khảo, để các bạn đánh giá nên tháng nào mình cũng sẽ phải cân. Nhưng mà các bạn lưu ý này, không phải là trong 3 tháng thì tháng nào nó cũng tăng 0,9, mà chúng ta sẽ đánh giá tháng thứ nhất, tháng thứ hai và tháng thứ ba, chúng ta sẽ tích vào đó, đúng không? Đánh dấu vào cái biểu đồ tăng trưởng, ghi cuốn sổ, và cộng 3 tháng trung bình thì nó sẽ như thế này. Chứ nó không tăng trưởng đều giống như là chúng ta nuôi cây đâu nhá. Nó sẽ khác nhau đấy. Có thể tháng đầu tiên nó tăng 50g, nhưng tháng thứ hai nó chỉ tăng có 25g thôi. Hoặc tháng thứ ba nó sẽ ít một chút, nhưng mà tổng trong 3 tháng đầu nó sẽ là 0,9kg trên một tháng. Trung bình ra nó là như vậy, đúng không? Đấy, chứ không phải là nó có thể tăng đều, tháng này 0,5 cân thì tháng sau cũng phải 0,5 cân. Nó không có chuyện đó. Tại vì nó ảnh hưởng bởi chế độ dinh dưỡng của bà mẹ, ảnh hưởng về sức khỏe tiêu hóa, ảnh hưởng môi trường và rất nhiều thứ khác nữa, đúng chưa? Nên chúng ta cũng đừng có quá lo lắng về vấn đề đấy, đúng chưa? Và đến khi mà trẻ 4 đến 4,5 tháng nha các bạn nha. Đấy, nhưng mà tính của mình này, thông thường thì cân nặng nó tăng gấp đôi khi sinh, đúng không? Đấy, cân nặng nó tăng gấp đôi khi mới sinh, đúng chưa? Và khi đến 1 tuổi thì cân nặng của trẻ nó sẽ tăng gấp 3 lần nhá, khi trẻ sinh, khi sinh, được chưa? Đó, thì đó là một số cái mốc quan trọng mà các bạn lưu ý và nhớ. Chỉ cần chuẩn bị một cân thôi là chúng ta yên tâm. Đó, thì chỉ số cân nặng này không phải là tất cả, đừng có quá dồn tất cả tâm trí vào đây nhá. Và chúng ta sẽ phải tính đến chỉ số thứ hai, đó là gì? Tôi sẽ đưa cái chỉ số chiều cao trước, tại vì tôi đoán các bạn ai cũng thích cái gì ấy, con cao lớn nhá. Chiều cao, ba là vòng đầu. Tôi sẽ đưa theo cái chỉ số thứ tự ưu tiên mà các bạn thích, đó là chiều cao.
ai cũng mong muốn con mình cao lớn thì đẹp. Chính vì vậy ạ, cái nhu cầu về sản phẩm bổ sung về chiều cao nó rất là lớn, nhưng mà chúng ta lại không biết rằng là cái nào nó tốt, cái nào không tốt. Thì cái chiều cao của trẻ sơ sinh là một chỉ số cũng cực kỳ quan trọng. Bên cạnh cái chỉ số cân nặng như thế này thì thông thường trẻ sơ sinh nó sẽ rơi vào khoảng 48cm cho đến 50cm khi bắt đầu mới sinh. Đúng chưa? Khi bắt đầu mới sinh nó như vậy. Thế thì trong 3 tháng đầu tiên, trong 3 tháng đầu tiên thì trẻ nó sẽ tăng khoảng 3 cho đến 3,5cm. Đúng không? 3cm trên 1 tháng nhá, trên 1 tháng, nhớ là trên 1 tháng. Đó. Cái chỉ số chiều cao này nó, cái chỉ số chiều cao mà trong trẻ trong giai đoạn từ 0 cho đến 2 đến 3 tuổi ấy, thì nó chưa ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, đúng không? Thì nó hoàn toàn phát triển theo cách tự nhiên của trẻ. Đấy, thì trong 3 tháng đầu tiên thì trẻ sẽ tăng như này. Vậy 3 tháng tiếp thì bé sẽ giảm đi cái vấn đề chiều cao và nó chỉ tăng được khoảng 2cm trên 1 tháng thôi. Ok chưa? Đó. Và 6 tháng cuối thì bé chỉ tăng bao nhiêu đấy? Chỉ có 1 đến 1,5 thôi. cm trên 1 tháng, đúng chưa? Đó, thế thì đây là các cái mốc quan trọng mà để các bạn có cái chỉ tiêu, có cái chỉ số mà để đánh giá, đúng không? Đấy, và trẻ trên 1 tuổi, đúng chưa? Thì chỉ tăng được bao nhiêu? Đấy, chỉ tăng được là gì ạ? 5cm trên 1 năm. Đó, như vậy là tất cả cái này ý, thì đến khi mà trẻ 2 tuổi thì sẽ cao khoảng 80 đến 85cm, đó là chỉ số bình thường. Cho nên là giai đoạn từ 0 cho đến 2 tuổi rưỡi, đấy, trẻ em thường lượng tầng 3 tuổi, nó là giai đoạn vàng để phát triển sức khỏe của trẻ, để phát triển chiều cao của trẻ. Nên là bạn nào muốn con cao lớn, nhớ, nhớ là sẽ lưu tâm đến cái lứa tuổi từ 0 cho đến 3 tuổi. Thực ra đến tầm 8 tuổi thì cái xương của trẻ nó bắt đầu ổn định, và sau 8 tuổi thì cái việc tăng chiều cao nó rất là khó, đúng không? Cho nên là trước, nếu mà chuẩn nhất ý, là trước 8 tuổi chúng ta sẽ lưu tâm đến vấn đề chiều cao và các cái sản phẩm để tăng cường cái canxi rồi thì vitamin D và các yếu tố như phosphor, magie để giúp bé tăng chiều cao tốt hơn. Thì đây là chỉ số thứ hai mà các bạn quan tâm. Với chỉ số này chỉ cần một cái thước đo thôi trong gia đình thôi là chúng ta đã được rồi nhá. Đấy, đây là các cái mốc quan trọng để các bạn lưu ý. Các bạn chỉ nghe lại video rồi lấy cuốn sổ ra ghi chép vào sổ, thế là xong. Mua một cái thước dây rất đơn giản để trong nhà và một cái cân, thì chúng ta đã có thể đánh giá tại nhà được con mình có vấn đề gì không. Nếu như mà các cái chỉ số đó nó không đạt, tức là con mình có dấu hiệu bị suy dưỡng còi xương, thì mình cần phải điều chỉnh ngay. Nếu như điều chỉnh không hiệu quả, các bạn cần phải đi khám dinh dưỡng ngay nhá. Đấy, chỉ số thứ ba mà các bạn phải quan tâm đó là vòng đầu. Chỉ số này rất quan trọng. Tôi có thể nhìn một đứa trẻ, tôi biết ngay đứa đó có bị suy dinh dưỡng còi xương và thiếu canxi và vitamin D không. Tại vì cái đầu của bé, nhất là cái xương trán này và cái xương sọ này, nó bất thường so với cơ thể của trẻ, nhìn là biết ngay, đúng không? Chỉ cần nhìn biết, quá kinh nghiệm để lâm sàng để nhìn ra rồi, đến phòng khám chỉ nhìn là biết ngay đứa đó có bị không. Đấy, nó mức độ như vậy. Thì cái chỉ số tiếp theo mà các bạn quan tâm đó là chỉ số vòng đầu. Thì cũng chỉ cần dùng một thước dây thôi, đúng không? Đo vòng đầu của trẻ là chúng ta đã có một kết quả. Thì vòng đầu của trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh thì sẽ là 32 cho đến 34cm khi bắt đầu mới sinh ra. Đúng chưa? Đấy. Và đến khi trẻ 1 tuổi thì vòng đầu của trẻ nó sẽ đạt được là gì ạ? Từ 44 đến 46cm. Đây là chỉ số vòng đầu của các bạn. Thì các bạn nhớ phải đo cái chỉ số này để đánh giá sự phát triển. Tại vì cái vòng đầu này nó liên quan đến gì ạ? Sự phát triển não bộ của trẻ. Cái não bộ của trẻ thì nó lại ảnh hưởng đến cái gì ạ? Ảnh hưởng đến phát triển về nhận thức, về các vận động tinh, vận động thô và các cái xử lý trong cuộc sống nữa. Thì nó rất quan trọng nên các bạn phải đánh giá cái chỉ số này nó tốt, đúng chưa? Phải đo, đo vòng đầu, đúng chưa? Đến 2 tuổi, đúng không ạ?
thì vòng đầu của bé phải đạt 48 cm, nó tăng chậm đúng không, 48 cm, và 5 tuổi là cái tuổi mà nó ổn định là 50 cm. Đó là cái chỉ số vòng đầu qua các mốc mà các bạn phải lưu ý. Nhớ rằng cái vòng đầu này nó thể hiện sự phát triển và hoàn thiện của não bộ nhá. Chúng ta nhất định phải đo, được chưa? Đấy. Và cái chỉ số cuối cùng mà tôi xin hướng dẫn các bạn ở đây để đánh giá tăng trưởng của đứa trẻ đó là vòng ngực. Thì các bạn biết rằng ấy, một đứa trẻ sinh ra thì vòng ngực của đứa trẻ đó ấy, nó sẽ vào khoảng là 30 cho đến 32 cm thôi. Tức là nó nhỏ hơn so vòng đầu ở đây. Đúng chưa? Nhưng cái vòng đầu này ban đầu thì nó nhỏ hơn, nhưng mà gì? Đến khi mà trẻ sau 6 tháng tuổi ấy, thì cái vòng đầu này nó sẽ bắt kịp cái sự phát triển của vòng ngực. Cái vòng ngực này nó sẽ bắt kịp cái sự phát triển của vòng đầu và bắt đầu vượt nhá. Thì từ 6 tháng trở đi này, 6 tháng trở đi này. Đúng chưa? Thì cái vòng ngực này ấy, nó sẽ bắt kịp cái sự phát triển của vòng đầu, tức là nó bằng với vòng đầu và nó vượt trội so vòng đầu. Đó là đứa trẻ bình thường nhá. Sau 6 tháng ấy trở đi ấy, thì là vòng ngực phải to hơn vòng đầu. Thì đó mới là bình thường. Đúng chưa? Đấy, thì cái chỉ số này cũng là chỉ số tham khảo thêm cho ba chỉ số cân nặng, chiều cao và vòng đầu để đánh giá sự tăng trưởng của đứa trẻ có bình thường hay không. Thì đó là các cái chỉ số và các cái con số tham khảo mà tôi hướng dẫn các bạn để các bạn không bao giờ tự ti và không bao giờ phải lo lắng khi con mình không bú bấm, khi con mình không tròn trịa, đúng không? Và các bạn hãy vứt cái cân đi, vứt cái cân đi và vui khỏe và nuôi con. Và khi đánh giá con, nhớ ba chỉ số cân nặng, chiều cao, vòng đầu là ba chỉ số cốt lõi quan trọng nhất, và chỉ cần đạt điều đó là các bạn yên tâm có thể nuôi con khỏe mạnh, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa. Và xin chào các bạn, và các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của PMA, Viện Nghiên cứu Y Dược, Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào các bạn.